đối thủ sẽ đá với đội tuyển quốc gia Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung trên sân nhà trước khi sang Trung Quốc dự ASEAN 2023. Thưa quý vị, nhằm chuẩn bị cho ASEAN 19 diễn ra tại Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có một trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Hồng Kông vào ngày 2 tháng 9 trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Đây được xem là trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sau World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Hồng Kông hiện đang xếp ở vị trí thứ 78 trên bảng xếp hạng FIFA, còn tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 36. Trong quá khứ, đội tuyển nữ Hồng Kông từng xếp hạng 4 ở giải vô địch châu Á, nhưng kể từ năm 2006 đến nay, họ không thể vượt qua vòng loại. Trận đấu này có thể sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam tìm lại cảm giác bóng và hướng đến ASEAN 19. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập luyện ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFS đến hết ngày 19 tháng 8. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển xuống Hải Phòng tập huấn trước khi quay trở lại Hà Nội để bay sang Trung Quốc dự ASEAN 19 từ ngày 22 tháng 9. Đã nói, nhiều khả năng Huỳnh Như sẽ không tham dự ASEAN 19, buộc huấn luyện viên Mai Đức Chung phải tìm phương án thay thế tiền đạo người Trà Vinh.